Han Jae-yeon, búp bê xứ Hàn, vượt mặt Song Hye-kyo, sướng từ phim ra đời, viên mãn bậc nhất K-pop. Cùng nổi lên từ bộ phim Trái tim mùa thu, nhưng hiện tại Han Jae-yeon đã bị Song Hye-kyo bỏ xa về danh tiếng. Tuy vậy, cô lại có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hơn hẳn bạn diễn. Nhan sắc được mệnh danh là búp bê xứ Hàn, Han Jae-yeon là một trong những biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc đầu thập niên 2000. Cô có tên thật là Kim Ji-yeon, sinh năm 1980 tại Daegu, Hàn Quốc. Năm lên 7 tuổi, Han Jae-yeon sang Mỹ sống cùng gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ từ thuở bé cô đã luôn nhận được những lời khen về vẻ bề ngoài. Từ nhỏ đến lớn tôi thường nhận được những lời khen như xinh đẹp, dễ thương và giống búp bê Barbie. Lên cấp 3, cô nổi tiếng toàn trường nhờ nhan sắc nổi trội. Người đẹp họ Han được nhiều chàng trai Mỹ theo đuổi và gọi là mỹ nhân châu Á. Sau này khi hoạt động trong làng giải trí, Han Jae-yeon còn được mệnh danh là búp bê Barbie xứ Hàn bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào, thanh tú, vừa quyến rũ sắc sảo kết hợp với vóc dáng chuẩn, chiều cao trên 1m7 và đôi chân dài miên man. Con đường nghệ thuật của Han Jae-yeon bắt đầu sau khi cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính tại Mỹ. Khi ấy, nghe theo lời khuyên của một diễn viên nổi tiếng, cô về Hàn tìm cơ hội bước chân vào ngành giải trí. Ban đầu, người đẹp thử sức với công việc làm người mẫu và đóng phụ họa cho các clip quảng cáo. Năm 2000, Han Jae-yeon ra mắt với vai trò diễn viên trong dự án điện ảnh The Record, bộ phim lọt top 10 phim kinh dị hay nhất Hàn Quốc mọi thời đại và đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả, dù cô chỉ đóng một vai phụ. Cùng năm 2000, Han Jae-yeon nhận được vai thứ trong bộ phim truyền hình kinh điển Trái tim mùa thu. Đây là vai diễn bước ngoặt giúp sự nghiệp của cô thăng hoa. Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật phản diện Shin-ae, người luôn ganh ghét đố kỵ với nữ chính do Song Hye-kyo thủ vai. Tuy chỉ là diễn viên mới vào nghề, nhưng Han Jae-yeon vẫn diễn tròn vai và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Sau thành công của Trái tim mùa thu, Han Jae-yeon trở thành gương mặt được yêu thích. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Cô nàng đanh đá, Chỉ riêng mình em, Triển lãm pháo hoa, Vườn sao băng bản Hàn, Tuyệt sắc nam nhân. Tuy nhiên, vào năm 2007, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, búp bê xứ Hàn bất ngờ tuyên bố kết hôn với Choi Dong-jun, một doanh nhân thành đạt. Từ đó, dù được chồng ủng hộ tiếp tục hoạt động showbiz, nhưng Han Jae-yeon không đóng phim nhiều như trước để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Mỹ nhân có số hưởng bậc nhất K-pop cùng nổi lên từ Trái tim mùa thu, nhưng hiện tại Han Jae-yeon đã bị Song Hye-kyo bỏ xa về danh tiếng. Tuy vậy, so với bạn diễn, cô lại có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hơn hẳn. Không ngoa khi nói rằng Han Jae-yeon là một trong những mỹ nhân có số hưởng nhất K-pop bởi cưới được chồng giỏi giang, giàu có, lại yêu chiều vợ hết mực. Được biết, một nửa của búp bê xứ Hàn hơn cô 4 tuổi là giám đốc điều hành của một công ty đầu tư kiêm phó chủ tịch của Medcare Hàn Quốc. Một số nguồn tin cho hay, Choi Dong-jun còn có xuất thân danh gia vọng tộc. Thậm chí, gia tộc nhà họ Choi nổi tiếng đến mức được mệnh danh là gia đình hoàng gia của giới tài chính. Ngoài tài giỏi, chồng của Han Jae-yeon còn gây chú ý vì có ngoại hình cao ráo điển trai, không thua kém các tài tử K-pop. Cả hai được nhận xét đẹp đôi là cặp trai tài gái sắc, nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Theo Daum, ông xã đã theo đuổi Han Jae-yeon từ thời học cấp 3, nhưng gần 8 năm sau đó, anh mới nhận được cái gật đầu ưng thuận của người đẹp. Năm 2007, cặp đôi quyết định nắm tay nhau vào lễ đường sau một năm hò hẹn. Thời điểm đó, màn cầu hôn của doanh nhân họ Choi dành cho Han Jae-yeon khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Cụ thể, búp bê xứ Hàn đã được chồng tặng nhẫn kim cương 5 carat trị giá hơn 4 tỷ đồng, tương đương giá trị căn hộ rộng 100m² ở khu nhà giàu Gangnam lúc ấy, và chiếc xe Benz trị giá tới 700 triệu won, tương đương hơn 11 tỷ đồng. Đám cưới của cặp đôi cũng vô cùng hoành tráng khi mỗi phần ăn trong tiệc cưới trị giá khoảng 100.000 won, hơn 1,6 triệu đồng. Vị chi, họ đã chi tầm 50 triệu won, hơn 800 triệu đồng cho nhà hàng. Chưa kể, chiếc váy mà Han Jae-yeon mặc trong ngày trọng đại có giá trị khoảng 30 triệu won, gần 500 triệu đồng và được đặt may riêng cho cô. Sau khi kết hôn, Han Jae-yeon có cuộc sống giàu sang. Năm ngoái, khi tham gia show truyền hình Onision Interfering View, nữ diễn viên Han Jae-yeon đã mời khán giả tới nhà cô, một biệt thự sang trọng lộng lẫy, mặt hướng ra sông Hàn. Phòng khách được decor với phong cách đơn giản nhưng lịch thiệp tinh tế. Theo tờ Net, biệt thự của gia đình Han Jae-yeon nằm ở khu trung tâm sang trọng, ước tính trị giá khoảng hàng chục triệu đô la Mỹ. Ngôi nhà có diện tích gần 600m², được nhiều người gọi là biệt thự trong mơ. Một số tin đồn cho hay diễn viên và chồng con sống cùng bố mẹ chồng tại căn nhà này. Chồng của Han Jae-yeon không xuất hiện trong suốt buổi ghi hình, vì thế một số MC đã hỏi cô về cuộc sống vợ chồng. Diễn viên khéo léo cho biết hôn nhân của cô hạnh phúc. Nữ diễn viên tiết lộ cô may mắn có người chồng tâm lý. Anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, mỗi khi tôi nhắn tin anh ấy sẽ trả lời ngay. Cũng trong show truyền hình, Han Jae-yeon đã được hỏi về cân nặng hiện tại. Diễn viên thẳng thắn tiết lộ, nó không còn như trước đây nữa, tôi đã tăng cân khá nhiều, tôi đang ở mức cân nặng lớn nhất từ trước đến nay, trừ thời điểm mang thai. Dù mập lên, Han Jae-yeon vẫn được các MC chương trình khen xinh đẹp. Có lẽ nhờ có cuộc sống viên mãn nên Han Jae-yeon vẫn lưu giữ được nhan sắc trẻ trung quyến rũ bất chấp thời gian. Đây cũng chính là lý do giúp cô được các nhãn hàng ưa chuộng và nhận cách dê cao khi trở lại với màn ảnh.
Cuộc sống của Han Jae-yong ở tuổi ngoài 40 viên mãn, trò chuyện với báo chí, diễn viên từng nói về giá trị tích cực của hôn nhân. Sau khi kết hôn và có cuộc sống ổn định, tôi trở nên suy nghĩ lạc quan hơn và biết cách để tận hưởng những điều nhỏ bé và cảm ơn những niềm vui nho nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng luôn cố gắng để cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc với tư cách là một diễn viên. Con trai không biết tôi là diễn viên. Con trai diễn viên hiện 9 tuổi đang theo học tiểu học. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, diễn viên từng tiết lộ về mối quan hệ ba người trong gia đình. Chồng đóng một vai trò tích cực trong cuộc sống của con trai chúng tôi. Tôi thực sự ghen tị với anh ấy. Vì con tôi là con trai nên bé thích bố hơn mẹ. Vài năm trước, khi con còn nhỏ, ngôi sao Hàn từng cùng cậu bé tham gia chương trình thực tế Unislam Dance Season 2 của đài KBS2.